Hello, what's up? Xin chào các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Thì hôm nay mình sẽ cùng review một thứ khá là đặc biệt. Các bạn đã thấy là mình đang phải chỉ camera xuống dưới đất, chứ còn ở trên bàn thì mình không thể review cái này được. Đây, mình sẽ cùng cho các bạn xem cái vỏ hộp bên ngoài trước nhé. Đây. Ây da. Đó, các bạn thấy nó to khủng khiếp kìa. Vừa to vừa dài luôn nhé. Tại vì hiện tại là do mình đang dùng mic rồi, cho nên là nó sẽ không có thu âm tốt lắm. Thì các bạn có thể thấy là cái hộp của nó khá là dài. Và đây, đây chính là mặt trên của nó. Các bạn có nhìn thấy rõ cái lỗ hình không? Đây chính là chiếc gậy Chitauru Skater. Đó, kích thước 1:1. Đây là cái gậy của thằng Loki. Một cái vũ khí rất là quan trọng và cũng rất là mạnh của thằng Loki trong phim Avengers. Thì bây giờ mình sẽ cùng mở hộp review cho các bạn xem nhé. Cái này mình mượn được của một người bạn rồi. Ok, thì nhìn vỏ hộp bên ngoài chúng ta sẽ thấy là cái hộp màu đen và cái đế nó màu trắng, không có gì đặc biệt cả. Bây giờ mình sẽ mở cái hộp phía trên lên. Rồi, phía trong này chúng ta cũng nhìn thấy một tấm xốp rất là to bọc xung quanh cây trượng luôn. Chúng ta có thể nhìn thấy cái cây trượng ở phía trong rồi. Đây chúng ta sẽ có rất là nhiều lớp xốp đệm vào để tránh cho việc di chuyển sẽ gây tổn hại đến cái trượng của này. Và đây chúng ta sẽ có một cái hộp nhỏ. Thì cái hộp nhỏ này sẽ đựng xem nào. Mở cái hộp này ra. Thì trong cái hộp này sẽ có một cái nguồn. Ở trong này thì có thêm 4 cái ốc vít nữa để mình có thể cắm vào dây điện. Tí nữa mình sẽ cùng cắm cho các bạn coi. Đây, chúng ta sẽ cùng khui cái trượng ra trước. Đây, cái trượng khá là nặng. Được làm bằng kích thước 1:1, tức là nó sẽ bằng luôn một cái trượng ngoài đời thật của thằng Loki sử dụng luôn đó. Rất là nặng các bạn ạ. Và được làm bằng kim loại hoàn toàn nhé. Làm kim loại hoàn toàn. Có cả cái đầu viên ngọc này thì hình như là làm bằng nhựa. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cái trường sang một bên. Rồi, ở trong của mình sẽ được bỏ cái gì xong nha. Ở phía dưới nước mút thì chúng ta sẽ có một cái đế đặt phía dưới này. Cái đế này là dùng để gác cái trường lên trên các bạn. Đây, nó sẽ gồm một cái tấm đế rất là to và dài bằng nhựa trong suốt, xung quanh sẽ có một cái dải đèn led. Bên này thì chúng ta cũng không có cái chân nữa rồi, vậy là trong đây nó không còn gì cả. Sẽ mở hộp này sang bên. Ok, sau khi mình đã mở xong cái hộp to chà bá lửa của cái trượng này thì bây giờ mình sẽ đến lắp ráp đến cái đế trước. Thì cái đế của nó sẽ phải có hai cái chân này ở trên để đỡ cái trượng của thằng Loki ở phía trên này, tức là nó sẽ nằm ngang như thế này. Đây sẽ nằm ngang đây. Bây giờ mình sẽ lắp cái này vào. Ok, mình đã lắp xong cái đế của cái quyền trượng Loki rồi. Thì mình cho các bạn xem toàn bộ cái đế nhé. Đó, cái đế của nó rất là to và nó dài khoảng tầm, để mình đo găng tay được nè. 1, 2, 3, khoảng tầm 60cm. Và nó sẽ có hai một cái chống đỡ như thế này ở hai bên, hoàn toàn là trong suốt nha các bạn. Ở dưới này nó sẽ có một cái dải led này. Dải led chạy xung quanh. Đó, thì chúng ta sẽ để cái trượng Loki lên trên này. Tí nữa mình sẽ để lên cho các bạn coi. Bây giờ mình sang nhân vật chính là cái trượng Loki nhé. Ten 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 ten. Và đây chính là chiếc trượng của Loki, được làm bằng sắt, bằng kim loại chống rỉ đó các bạn. Và nó sẽ có kích thước là 1:1, tương ứng với lại kích thước thật ở ngoài đời luôn.
Nếu như mà Loki đang cầm ở ngoài đời thì nó sẽ cầm cái chưởng to như thế này. Nó cũng khá là rất là nặng. Của nó chắc khoảng tầm phải đến 5 kg, 4 đến 5 kg. Rồi chúng ta sẽ đi sang từng cái chi tiết một nhé. Thì chúng ta sẽ thấy là cái tay, cái chuôi cầm của nó sẽ được làm khá là to. Với cái phần đít của nó sẽ được làm bự lên như thế này. Đó, nó sẽ làm bự. Các cái chi tiết thì được làm theo kiểu màu màu đồng, nhưng mà màu đồng nó hơi ngã sang màu sáng sáng một xíu, giống như là đang giả là cái chuyện đã cũ mà cũng đã có ngã màu theo thời gian vậy đó. Chứ thực ra thì không phải là nó là như vậy nhé. Thì chúng ta sẽ thấy có các cái hoa văn ở đây nổi lên làm y chang như là cái bản gốc luôn. Đó, ở đây sẽ có một cái phần nhô ra nữa, rất là đẹp. Giờ cái này nó làm toàn hoàn toàn bằng kim loại luôn, cho nên cầm rất là mát tay. Còn cái phần đầu của nó thì sẽ được làm như thế này. Phần đầu nó sẽ có một cái duỗi thẳng ra, một cái thanh thẳng một cong lên như thế này. Cái thanh, cái đây chính là cái phần chiếu gây đam của cái chưởng. Nó giống như là cái một cái mũi giáo vậy. Nó rất là dài, sắc và nhọn. Tuy nhiên thì đây chỉ là mô hình thôi, cho nên sẽ không có sắc và nhọn nha các bạn. Cái phần này thì sẽ làm bằng nhựa. Phần nối giữa hai cái bên này sẽ làm bằng nhựa. Và ở giữa này chúng ta sẽ thấy có cái cục. Cục này chính là cái nơi mà chứa viên milestone, tức là cái viên đá trí tuệ mà để làm ra thằng sau này rồi làm ra thằng vision đấy. Đó, nó nằm trong này. Và cái trong này nó sẽ phát sáng được luôn. Có đèn led ở trong này, tí nữa mình sẽ mở ra cho các bạn coi. Phần này chính là cái phần đẹp nhất trong cái chiếc nhựa này. Thì khi mà thằng Loki nó sử dụng để mà tẩy não những cái thằng bên Avenger á, thì nó sử dụng cái viên milestone này chỉ vào ngực ấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi mở cái phần chứa viên đá milestone này ra của thằng của cái chuyện Loki này. Ta sẽ xoay nhẹ như này thì nó sẽ ra. Ở phía trong này chúng ta sẽ xem cái phần, cái này thì hoàn toàn bằng nhựa thôi. Ở phía đó các bạn có thấy đèn led không? Ở trong này sẽ có một cái chuôi, này có một cục pin. Nếu như các bạn gỡ cái giấy ở trong cục pin này ra, tức là cái giấy ở trong cái chuôi này ra, thì cái pin nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với lại cái phần đế bằng kim loại. Thì lúc này thì khi các bạn gắn vào thì nó sẽ sáng led thôi. Đó, ta nhét cái chuôi này vào, nó gọi có cục pin sẵn ở đây. Vặn vào. Đấy, các bạn có thấy không? Để led đã sáng lên. Đúng là cái kiểu màu hơi tím tím, xanh xanh như là của thằng Loki vậy. Giờ chúng ta lại bật lại. Sau khi bạn chắc rồi thì các bạn có thể thấy cái đầu của nó rất là đẹp khi mà có lên led nữa. Rất là hay. Nhìn giống như là trong thật vậy đấy. Cái này dùng chuyên dùng để cho các bạn mà cosplay hoặc là những bạn mà sưu tầm chơi mô hình á, thì có thể mua cái này về đem trưng thì rất là đẹp. Cái này mình cũng chỉ mượn của một người bạn thôi, đặt order trực tiếp thì giá của nó khoảng tầm hơn 4 triệu, 4 đến 5 triệu đó các bạn ạ, tùy nơi. Đó. Bây giờ mình sẽ để cái này lên trên cái kệ và quay toàn cảnh cho các bạn coi cái chưởng này nhá. Ok, mình đã gắn cái chưởng lên trên cái kệ rồi. Thì các bạn lưu ý là mình phải để đúng khớp của nó nhé. Thì cái này đó, cái này để chỗ cái khớp mà nó có khớp vào đấy. Còn bên này thì chúng ta cứ để thoải mái chỗ nào cũng được. Bây giờ mình sẽ cùng dùng cái bộ cắm mà hồi nãy mình có mở hộp thì có đấy. Đó, mình sẽ cắm vào trong cái đế và dẫn vào cái đường led để cho nó sáng lên. Bây giờ mình sẽ dùng cái đầu cắm này cắm vào trong chân đế. Nằm ở đây nha các bạn, nằm một đầu phía bên này. Các bạn có thể thấy là sau khi mình cắm vào đây, led rất là sáng. Nó sáng đến nỗi mà mình lóa mắt luôn. Mình phải giảm cái độ nhạy sáng của camera xuống thì các bạn mới có thể nhìn thấy rõ hơn. Đặc biệt là cái phần đế này thì do cái đèn led của nó là lộ hẳn bên ngoài, cho nó có cái đế bằng trong suốt, cái đèn led rất là sáng.
Ok, vậy là mình đã giới thiệu sơ qua cho các bạn về chiếc chưởng của Loki với kích thước mục một được làm bằng nguyên khối kim loại luôn, cực kỳ đẹp. Đó. Các bạn nghĩ sao về chiếc chưởng này? Các bạn có thể sẵn sàng bỏ ra với giá hơn 4 triệu để mua chiếc chưởng này về đem trưng không? Cái này thì mình nhắc lại là mình đi mượn nhé, không phải của mình đâu. Và cái này mình có thể, nếu mà các bạn muốn order thì mình có thể để link ở phía dưới, các bạn inbox shop để mà order nhé. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye.